Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Easter 1/10 với cái màn lột xác mông to gợi cảm đến từ Baker Quảng Ninh. Cái Easter 10 hiện nay đang là dòng con tay nắm nhiều bản độ nhất ở phân khúc 1/10cc. Từ lúc trình lại đến nay, các Baker đã tin rằng cái chiếc Easter 10 đã chiếm là con chiến mã để rất nhiều nguồn cảm hứng bất tận để kêu gợi những cái bản độ. Và dẫn chứng điều đó là Easter 10 độ kiện như dưới đây, với bờ mông to đùng đầy gợi cảm, và chúng ta cùng chiêm ngưỡng nhé. Xem qua tổng thể thấy được con chiến mã này khoác trên mình bộ áo nổi bật với chất liệu chrome bóng, tên thường gọi là Easter đã được thay thế bằng I15ZR mang phong cách của Indo. Đi kèm đó là những món đồ chơi chuyển hàng hổ mang đẹp đẳng cấp cũng như gia tăng hiệu năng hoạt động cho xe. Phần đầu mang cá tính hơn, ốp não được cố định bằng ốc vàng. Chó đèn nguyên thủy của nhà sản xuất với bóng halogen đã được thay thế bằng loại chó đèn 2 tầng dạng LED cho ánh sáng là cực kỳ mạnh mà vẫn tiết kiệm điện. Đây là món đồ chơi được rất nhiều biker đánh giá rất cao bởi đem lại hiệu năng thực thụ cho người dùng. Về phía dummy thì được độ LED với ánh mắt đỏ cực ngầu khi đi đêm. Chèn chân cứng cáp hiện được cái sự cơ bắp qua mâm ASO màu đen. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp mạnh với đĩa cover đi kèm lồng nhôm CC kết hợp cùng heo Caseboy 2bis. Thông qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CC được gia công từ máy cho độ chính xác rất cao. Ngắm ở phần lốc máy thấy được thêm cái lốc nồi trong suốt tạo một cái nhìn độc đáo bởi nó có thể quan sát được hoạt động bên trong của bộ nồi. Bên cạnh đó là nắp nhớt CC. Cốc này thấy được chủ xe trang bị thêm phục kiểu Holin với lò xo ống ánh cái sắc vàng tạo điểm nhấn. Ngoài ra thì em nó cũng cải thiện được phần nào cho cái độ nhún nhảy từ máy hơn. Phía dưới với cạc tè X1R che lấp cái đĩa tẩy nhôm CC ống ánh cái sắc vàng cùng với sợi sên. Phần đuôi với về sau cũng được lộ bỏ để lộ bộ mông to đùng đầy gợi cảm. Phần xi nhan rời thường thấy đã được tháo ra, thay vào đó là cái đèn hậu LED tích hợp xi nhan. Hệ thống bên sau cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cái đĩa X1R kết hợp cùng heo Caseboy 1bis. Đi kèm đó chai dầu Morin, bình dầu EM. Một ấn độ đơn giản nhưng để lại quá nhiều ấn tượng cho người xem đến từ Baker Quảng Ninh. Honda Winner 110 mang kiểu dáng bạch công tử. Winner 110 là cái dòng con tay thể thao mạnh mẽ của nhà sản xuất Honda, còn mới mẻ hơn so với những các thủ cạnh tranh của mình vì ra mắt chưa được 1 năm. Nhưng Honda Winner 110 đã khẳng định được cái đẳng cấp vượt trội của mình khi mang vóc dáng hầm hổ cùng một số xe cấp mạnh mẽ. Chưa hài lòng lắm với thiết kế nhãn sức, nhiều tay độ đã sẵn sàng bỏ tiền ra để cho em nó nâng cấp lên thành một tác phẩm mới. Khoác cho mình một màu áo trắng tinh tế của nhãn sức với những món đồ chơi trang trí nhẹ cùng với cái tông màu trắng thật là bắt mắt. Chèn chân đầy cứng cáp, cái mâm CNC Kuni, cặp đĩa Crossboy ở trước lẫn sau, sang chảnh. Phần đuôi gọn gàng hơn, khoác biển số Rizoma tích hợp cái đèn LED sau biển số. Ốp nhựa lốc máy mang một cách Ducati, các chân CC Baker cái màu vàng ống ánh đầy cứng cáp. Lộng lẫy khi về đêm với nét mắt cú, cái kiến của Rizoma tay thắng 6 số chấm gậy. Cảm ơn bạn dõi này là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.